Tôi hiện kính chào quý vị. Hôm nay là 28 tháng 6 năm 2016 và chúng tôi đang quay lại cái bộ bàn ghế Chiến Quốc cột 12 gỗ môn hoa gia báo theo yêu cầu của bác Huy Xoan ở Quảng Ngãi. Thì bác Huy Xoan thì đã xem cái bộ này quay ngày 17 tháng 4 năm 16, đây chúng tôi vẫn ghi cái số ở đây. Thì bác biết là bộ này là vân rất là đẹp. Nhưng mà bác đang muốn hỏi là bộ này có chắc chắn là đang còn hay không, để có thể là bác sẽ đi máy bay ra tận nơi bác xem. Vì cái việc Nam Bắc nó xa cách và bác đi máy bay từ trong Nam ra ngoài này rất là tốn kém, cho nên bác muốn nhìn thấy chắc chắn nó còn bộ ngày 17 tháng 4 năm 2016 thì bác mới cất công để đi ra xem. Chính vì thế là tôi đang quay những cái chiếc ghế. Vừa rồi tôi quay đôn rồi, và đây là chiếc bàn lớn của bộ này. Còn chiếc ghế dài thì đang để tầng 1 vì chiếc ghế dài rất là nặng, nếu mà đưa lên thang máy đi lên vẫn được, nhưng mà chúng tôi thường là cũng không, thường là sẽ để ở tầng 1, nó nặng quá mình cũng không muốn vận chuyển lên làm gì. Và kính thưa quý vị, là bộ này là hôm trước tôi đã quay ở phía ngoài sân, quay ngày 17 tháng 4 năm 2016. Và vì ở ngoài đấy, để ngoài đấy thì rất là rõ. Ở đây nó rõ nét như thế này. Ở trong này thì dù sao ánh sáng ở trong nhà nó cũng không đầy đủ được như ở bên ngoài. Và cái bộ này thậm chí khi nhìn nghiêng, quý vị nhìn thấy nó vẫn còn các cái vết gằn của vết nạo đây, chưa đánh giáp. Cho nên là hoàn toàn còn nguyên mộc, sờ vẫn còn thô giáp. Cho nên là chúng tôi cam kết là 100% là vân tự nhiên và chất gỗ mun là 100% là nó có căn cứ như vậy, vẫn còn đang thô ráp. Và nếu quý vị mà mua là chúng tôi cũng sẽ có giấy tờ cam kết như vậy. Vân đẹp vô cùng luôn. Và tất nhiên là không phải bộ nào cũng được vân đẹp này. Đây là bộ môn hoa gia báo chọn lọc. Trong cái đó những cái bộ thông thường đây, nhân tiện tôi quay sang cái hàng thông thường để quý vị hình dung luôn. Hàng thông thường nó chỉ được như thế này thôi. Đây nhiều chỗ là vân rất là ít. Đấy, đây là mặt hàng thông thường. Thỉnh thoảng nó có một chút vân này thôi. Còn cái mặt hàng được chọn vân đặc biệt thì nó như cái bộ lúc nãy. Và chúng tôi đang quay tại tầng 3 khu A của đồ gỗ Đức Hiền. Đây clip rất ngắn thôi, để chủ yếu để bác Huy Xoan ở Quảng Ngãi bác biết rằng là ngày hôm nay là 28 tháng 6 năm 2016 là hàng vẫn còn. Để nếu bác có thể bố trí thời gian ra thăm được thì cũng yên tâm là còn hàng. Chúng tôi cảm ơn bác Huy Xoan và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đức Hiền hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.